Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Hội nông dân tỉnh và trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007, căn cứ quyết định số 447 ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 Căn cứ quyết định số 878 ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tại tờ trình số 1937 ngày 11 tháng 8 năm 2021, quyết định. Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Hội nông dân tỉnh và trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Điều 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và vận hành cơ sở cách ly tập trung tại điều 1 đúng quy định của Bộ Y tế. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Văn Lâu